xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Anh chị Đạo Phật xin kính chào tất cả quý đạo hữu. Đạo hữu đây tức là những người bạn đạo. Và hôm nay thì quý vị là những người xuất gia, giống như là chư tịnh. Sau khi thọ 10 giới sa di, và dù chỉ mỗi một cái thời gian ngắn 2 ngày, tuy nhiên nó mang một cái ý nghĩa và giá trị hết sức đặc thù. Mà trong đạo Phật của chúng ta thì những vị sa di vô cùng quan trọng, bởi vì nếu không có những vị sa di thì cũng không có những vị tỳ kheo, không có những cái chú tiểu thì cũng không có những cái vị được gọi là đại lão hòa thượng. Cho nên trong Tam Tạng Thánh Điển có dạy rằng là sa di thuyết pháp ra môn tính bộc tài nêu cao tài tánh đức. Những người sa di trẻ tuổi mỗi khi thuyết giảng, ví dụ là những bậc đại sa môn cũng phải tôn kinh lắng nghe. Lý do là vì không phải do cái sự sai biệt giữa tuổi tác mà do cái tánh linh. Tánh linh ở đây tức là Phật tánh, mà Phật tánh thì mỗi một cá thể vốn dĩ đã và đang có cũng như là sẽ có, bởi vì Phật tánh hiện hữu một cách hiện hữu trong đời sống của mỗi một chúng ta. Cho nên cái vai trò của những người sa di hết sức quan trọng. Và trước khi quý vị thọ 10 giới sa di, quý vị đã hướng về phương Bắc để đảnh lễ cha mẹ thân bằng quyến thuộc với mục đích là từ biệt. Và trong năm đức của những vị sa di có một đức cách ái. Phải cách đức cái mối liên hệ huyết thống đối với gia đình, tổ tiên, dòng họ. Và sự liên hệ của một tu sĩ xuất gia là gắn liền với đời sống của muôn loài chúng sinh, chứ không phải là chỉ đối với gia tộc của cá nhân. Ấy thế mà ngày hôm nay chúng ta thấy gì? Có một số trường hợp nhận cha nuôi, mẹ nuôi, chị nuôi, điều đó hoàn toàn sai với giới luật do Đức Phật chế định. Chúng ta phải thấy rõ cái điều này để khi mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm, chuyển dương Phật Pháp, cái hướng mà chúng ta phải thành tựu hồn tôn phù hộ, với không chỉ đối với những giới kinh mà đặc biệt là đối với giới. Hôm nay chúng tôi rất là vui vì sau 3 năm chùa Diệu Pháp của chúng ta tạm đình chỉ những cái khu tu, ví dụ như là khu tu Bái Quan Trai hàng tháng,
hoặc giả là ngày tịnh nghiệp cũng được tổ chức vào một tháng. Ngồi hai cái Phật sự mà chúng tôi vừa nêu, hàng tháng chùa Diệu Pháp của chúng ta đều có buổi lễ Bồ Tát. Một buổi lễ Bồ Tát dành cho giáo tử tại gia, một buổi lễ Bồ Tát dành cho những giáo tử đã thọ Bồ Tát giới. Và nhiều người trong số quý đạo hữu có mặt ở đây đã từng tham dự những cái khóa tu như thế, chưa kể là khóa tu học mùa đông và khóa tu học mùa hè. Ngày xưa khi mà chùa Diệu Pháp còn ở thành phố Motorima thì mỗi năm có 3 tháng cho khóa tu học mùa hè. Và đến ngày Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn thì có 3 ngày cho cái khóa tu học mùa đông, chứ không phải là chỉ có 2 ngày như là năm nay. Lý do có những cái sự thay đổi như thế là bởi vì chúng ta cần phải thích ứng với cái môi trường sống. Ngày hôm nay, những người cách đây 30 năm, 40 năm đã trở thành những cụ bà, những cụ ông. Và với cái tuổi tác như thế thì dùng cái tâm vẫn có một mảy may thay đổi. Đạo tâm thì mỗi ngày một tăng trưởng, nhưng mà người xưa bảo là lực bất tòng tâm, cho nên đã không thể tham dự tất cả những cái khóa tu cũng như là những cái Phật sự tại chùa. Có nhiều đạo hữu đã nói với chúng tôi rằng là dù không về chùa thường xuyên như là những lúc còn có điều kiện sức khỏe khả quan, nhưng mà cái tâm thì lúc nào cũng có mặt ở chùa. Và hôm nay nhiều đạo hữu sau 3 năm không tham dự những cái khóa tu học đã có mặt. Đây là một cái niềm vui chẳng những rất lớn đối với bản thân của chúng tôi mà cho cả đạo tràng của chùa Diệu Pháp của chúng ta. Quý vị có đồng ý không? Rất là vui phải không? Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để mình biểu lộ cho niềm vui. Và hôm nay như buổi đầu của quý ông, không phải chỉ có những người Phật tử ở tại địa phương mà còn có một số quý đạo hữu từ các tiểu bang xa và nhiều thành phố khác đến để tham dự. Và trong số những hành giả của khóa tu này có nhiều thành phần khác nhau, những cụ sĩ quan, vị giáo sư, những bậc thức giả, những nhà văn, nhà báo, những người sĩ tên tuổi, những MC thường thành, những nhà truyền thông chuyên nghiệp vô vật, đầy đủ mọi giới. Nhưng mà dù ở bất kỳ một cái vị trí nào thì ngày hôm nay tất cả chúng ta hồn tu bình đẳng, không phải là những người Phật tử tại gia, một bình đẳng trên cái căn bản của giáo nghĩa mà ngay cả chư tăng và chư Phật quý vị cũng bình đẳng và bình đẳng một cách tuyệt đối. Đây là một cái niềm vui
không phải là nhân đôi mà có thể là nhân mười, nhân vạn, nhân tỷ. Vì cái chủ đề mà hôm nay chúng tôi phụng trách đó là Bồ Đề Tâm và lý tưởng Bồ Tát Đạo. Khi nói đến Bồ Đề Tâm là nói đến một cái nhân tố hết sức quan trọng, mà thiếu nó thì dù chúng ta tu bao nhiêu lâu đi nữa, thọ bất kỳ cái loại giới nào, chúng ta cũng không thể nào có thể thành được bậc chánh đẳng chánh giác, tức là không thể thành Phật nếu chúng ta chưa phát Bồ Đề Tâm. Do vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng là vân thập Bồ Đề Tâm tu chư thiện nghiệp thì danh ma đạo. Có nghĩa là sao? Thưa quý vị, có nghĩa rằng là quên phát Bồ Đề Tâm, dùng thực hiện những cái điều thiện thì những cái việc thiện đó cũng chỉ là ma đạo chứ không phải là Phật đạo, chỉ quên thôi chứ đừng nói là chưa phát. Như thế thì thưa quý vị, Bồ Đề Tâm mang cái ý nghĩa như thế nào mà lại đóng một cái vai trò quan trọng như thế? Nếu chúng ta định nghĩa mà người ta thường bảo là cách nghĩa đen, thì Bồ Đề Tâm có nghĩa rằng là tâm giác. Bởi vì Bồ Đề phiên âm từ cái tiếng Phạn Sanskrit của Bali, Bồ Đề, Bồ Đề có nghĩa là giác đạo, có nghĩa là giác ngộ. Nhiều cái từ để chuyển dịch từ tiếng Phạn, nhưng mà cái từ phổ biến nhất là hiện nay đó là giác ngộ. Bồ Đề, Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Đạo Bồ Đề có nghĩa rằng là đạo giác ngộ. Mà phát Bồ Đề Tâm có nghĩa rằng là phát tâm thành Phật. Bao nhiêu người trong chúng ta đang ngồi đây đã từng phát tâm làm Phật? Có lẽ cái điều đó quý vị nghĩ là quá lớn. Phát tâm là một người cha của tất cả cái trách nhiệm, một người mẹ hiền của tất cả cái bổn phận, một người công dân tốt, một người Phật tử thuần thành, như vậy là đã quá lớn. Làm thế nào mình có thể phát tâm thành Phật được? Rất nhiều người trong chúng ta có những cái suy nghĩ như thế. Và khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ như thế thì rõ ràng là chúng ta vẫn còn đứng ở bên ngoài hàng rào của Phật giáo để nhìn vào bên trong, chưa thật sự bước vào Phật đạo, mà chưa bước vào cái cung đường mà Đức Phật đã khai thị, thì làm sao mà mình có thể đồng hành với chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng để cuối cùng mình cũng đạt thành những gì mà mình khát muốn. Cho nên cái điểm tối quan trọng trong cuộc đời của những người Phật tử, dù đó là những người Phật tử xuất gia hay tà gia, đều phải hưng phát Bồ Đề Tâm. Tất cả chúng ta đều là những người con của Phật. Quý vị là những người Phật tử tại gia, chúng tôi là những người Phật tử xuất gia. Tất cả chúng ta đều là con của Phật. Mà con của Phật thì phải hưng phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm định nghĩa ở trong cái nghĩa hẹp là như thế, nhưng mà ở cái nghĩa rộng thì Bồ Đề Tâm
đạt được nhiều bộ kinh lớn. Định nghĩa như thế này: thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Có nghĩa rằng là trên cầu Phật đạo, chứng thành Phật quả, và dưới phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh. Đây là cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Đây là cái giáo nghĩa của Đại Thừa. Lý do tại sao? Nếu chúng ta phát tâm thành Phật, để rồi rũ bỏ tất cả những cái phiền não khổ đau cho bản thân của mình, như thế thì không xứng đáng để được tất cả muôn loài tôn sùng đảnh lễ. Mà cái mục tiêu của chúng ta muốn được thành Phật là để có đủ cái năng lực cứu độ tất cả muôn loài chúng sinh, chứ không phải là thành Phật để giải thoát cái nỗi khổ đau cho bản thân mình. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Đó là cái điểm vô cùng quan trọng. Nếu mà chúng ta không hiểu rõ, không nhận thức một cách chân xác với cái tâm nguyện mà mình nghĩ rằng là mình đang ấp ủ, thì chắc chắn rằng những gì mà chúng ta đầu tư để thực hiện trở thành giả tràng xa cát biển đông nhập lòng mà chẳng nên công cao gì. Cho nên cái khóa tu học này, phần lớn những cái chủ đề mà những vị giáo thọ phụ trách điều đặc biệt nhấn mạnh đến cái sứ mệnh thiêng liêng cao cả của những người Phật tử nói chung, và đặc biệt là những người Phật tử xuất gia nói riêng. Khi mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của Bồ Đề Tâm, thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của lý tưởng Bồ Tát Đạo. Bởi vì Bồ Tát Đạo là cuốn đường mà qua đó chúng ta không phải chỉ tự giác mà cũng phải thành tựu cái hành nguyện giác tha. Lý do tại sao? Bởi vì Bồ Tát tiếng Phạn là Bodhisattva. Bodhi là giác ngộ, Sattva là một chúng sinh hữu tình. Mà chữ Hán thì thưa quý đạo hữu dịch là giác hữu tình và hữu tình giác. Như vậy thì Bồ Tát được hiểu là một chúng sinh hữu tình có khả năng giác ngộ và giác ngộ cho tất cả chúng sinh hữu tình khác. Bồ Tát đã giác ngộ, nhưng một Bồ Tát nguyện không thể nhập niết bàn, mà ngược lại đó, đi vào ở trong biển cả sinh tử để giáo hóa độ sinh.
ở trong biển sinh tử phiền não đầy nhiệm vụ, nhưng mà tâm của Bồ Tát thì hoàn toàn thanh tịnh. Nếu đi vào trong biển cả sinh tử mà bị sinh tử chi phối, bị phiền não nhiễm ô, chắc chắn rằng không thể nào có thể làm tròn cái sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình được. Do vậy mà khi chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm và phát tâm thực hiện cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo, thì dù chúng ta làm bất cứ điều gì, đang ở bất cứ nơi nào, tâm của chúng ta cũng an nhiên tự tại, phải vô ngại để mà có đủ cái năng lực nội tại vượt lên trên tất cả những cái chuyến du nghịch cảnh. Quý đồng hồn cứ tưởng tượng, không phải là đi tu như thế này là rũ bỏ tất cả, rũ bỏ tất cả, nhưng mà không xả bỏ bất cứ một cái thiện pháp nào. Như là trong kinh đã dạy, thực tế lý địa bất xả nhất trọng. Khi mà đã nhóm thân để đi trên cung đường của những vị Bồ Tát đã và đang đi, không có một cái pháp thiện dù nhỏ như hạt bụi nào mà chúng ta không thực hiện. Tôi hiểu được Bồ Đề Tâm, có hiểu được cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo, thì chúng ta mới dấn thân hy hiến cả cuộc đời của mình cho đạo pháp. Và khi mà chúng ta về chùa làm công quả, dù nó bị đối xử một cách bất công theo cái cách mà chúng ta nghĩ, chúng ta cũng không buồn, không giận, không thối thất đạo tập, mà ngược lại chúng ta nhìn và thấy ra được đây là những cái trợ duyên hết sức tối thiết, thiếu nó chúng ta không thể thành tựu được Bồ Đề Tâm của mình. Có nhiều người về chùa làm công quả hoặc giả là đóng góp vào những cái phật sự, nhưng mà sau đó nản chí bỏ cuộc. Lý do tại sao? Vì chưa hưng phát được Bồ Đề Tâm, cũng như là chưa phát nguyện để thực hành cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Trong lúc ngồi qua đường cùng với quý đồng hồ, chúng tôi nhận được cái tin là 1 giờ phải có mặt ở tại bệnh viện để hộ niệm, cho nên không thể đi kinh hành niệm Phật cùng một quý vị. Nhưng mà không phải là vì vậy mà mình khởi lên cái ý tưởng là mình đang bị phá rời. Ngược lại vui là bởi vì ít ra vẫn còn có được điều kiện sức khỏe và thời giờ để phục vụ cho tha nhân. Có một số người hỏi chúng tôi chứ thời giờ đâu mà thầy viết sách, thời giờ đâu mà thầy giảng ở trên đài, thì giờ đâu mà thầy giảng ở chùa Diệu Pháp, ở chùa Điều Ngự, thì giờ đâu mà đi hộ niệm.
cho những người đang hấp hối, kể cả những người đang hóa ban. Chúng tôi chỉ cười bởi vì hôm nay hết chúng tôi tự biết là khi mà chúng ta đã hướng phát Bồ Đề Tâm và phát nguyện thực hành lý tưởng của Bồ Tát Đạo, thì bất cứ một cái công việc nào chúng ta cũng có đủ cái khả năng để gánh vác, đảm trách những cái trọng trách. Có những lúc nó vượt ngoài cái điều kiện sức khỏe, nhưng mà do sự gia bị của chư Phật, chư Đại Bồ Tát bổ vi ngoài cái năng lực của tự tâm, chúng ta nên nhớ rằng là cùng có sự gia bị của Tam Bảo. Như vậy mà chúng ta có đúng cái lý trí, có đúng cái sự sáng suốt để có thể chia sẻ chương trình sinh hoạt hàng ngày một cách hợp lý. Và chúng ta biết cái cách để có thể chuộng những cái ưu tiên cho những cái Phật sự trong số nhiều Phật sự quan trọng trong một ngày. Còn nếu mà chúng ta không đủ cái năng lực định tĩnh thì chúng ta bối rối khi mà công việc nó đến một cách dồn dập, làm cho chúng ta căng thẳng, có những lúc tạo cho chúng ta những cái bức giận, những cái phẫn nộ. Trong những cái lúc đó chúng ta đánh mất khả năng tự chế, cho nên có những cái lời nói nó rất là sảnh xuống, thiếu đi cái ái ngữ. Và như thế thì chúng ta đang tự làm thương tổn chính mình trước khi chúng ta làm tổn thương cho những người nghe những cái lời thiếu ái ngữ được thốt ra từ ở nơi miệng lưỡi của chúng ta. Cho nên có một số vị nhiều khi giảng rất là hay, nhưng mà khi xuất sự đối diện với những cái nghịch cảnh thì đã đánh mất đi cái khả năng tự chế. Và cái điều này nó thực sự là quan trọng. Chính vì vậy mà thưa quý đạo hữu, nếu quý vị muốn thành tựu mọi cái lý tưởng cao đẹp của mình, muốn thành tựu và thành tựu một cách viên mãn mọi cái khát vọng tốt đẹp nhất trong đời sống của mình, hãy hưng phát Bồ Đề Tâm và hãy thực hành lý tưởng Bồ Tát Đạo. Khi trưa trong cái thờ quả đường, chúng tôi vẫn nghe một số tiếng ồn do sự nói chuyện của một số quý đạo hữu. Chúng tôi cảm thông. Tuy nhiên, rất mong là trong cái giờ không phải là giờ quả đường, mà kể cả cái giờ tảo thực và diệu thực, tức là giờ điểm tâm và giờ cúc chiều, chúng ta ăn cuốn trong chánh niệm, ăn cuốn trong im lặng. Một ngày nọ đó, thưa quý vị, có một vị vua, ông ta được xem như là một vị anh hùng cái thế. Bất cứ nơi nào mà ông đến, dù quân hùng tướng mạnh cũng bị ông tiêu diệt một cách nhanh chóng.
Một hôm nọ, ông đã đến một cái thiền viện. Và lúc bây giờ, đại chúng đang tham dự ngày tu học, không phải là số trăm mà số ngàn, nhưng mà tất cả đều im lặng như tờ. Một con ruồi bay qua cũng có thể nghe được. Ông kinh khủng, đã từng vào sinh ra tử đối diện với không biết bao nhiêu hiểm nguy, nhưng mà ông chưa bao giờ rúng động. Nhưng mà ở trong một cái khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh đã khiến cho ông chẳng những sợ hãi mà hết sức là tôn kính. Ông ý thức rõ cái sự bình tĩnh của một cá thể quan trọng như thế nào, có đủ cái năng lực để chuyển hóa những người mà chưa bao giờ có những cái cảm giác khiếp hãi như vậy. Mà sau đó thì ông đã phát tâm quy y Tam Bảo, nó trở thành một người Phật tử thuần thành. Nếu mà chúng ta tất cả đều ăn cơm trong chánh niệm, bất cứ lúc nào cũng chánh niệm và tỉnh thức, mình không chỉ chuyển hóa được chính mình mà mình phổ hóa còn chuyển hóa tha nhân. Những ai có duyên, dù không phải là tham dự cái khóa tu xuất gia nhiều như này, nhưng mà thấy cái hình ảnh của quý vị tốt lên một cái nhân cách đạo đức khả kính trác việt, một cái đạo phân trác việt, và sẽ khiến cho họ phát bồ đề tâm. Như thế thì cái công đức của một quý đạo cũng lớn lắm, không làm gì hết nhưng mà làm tất cả. Không phải là ngồi ở đây để thuyết giảng như chúng tôi mới là siêu dương chánh báo, mà mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động của quý đạo hữu là một bài pháp không lời, một bài pháp không lời có khả năng chiều hóa một cách bất khả tư nghị đối với bất cứ ai khi họ hữu duyên tiếp xúc với quý vị. Mà ai trong chúng ta cũng trở thành một vị đại pháp sư khi mà chúng ta thể hiện cái cung cách của mình đúng theo những gì mà Đức Phật đã khai thị. Ngay lúc đó chúng ta đã thuyết giảng một bài pháp siêu việt. Vì giá trị của chánh pháp là sống với những gì mà chánh pháp đã khai thị. Cho nên thưa quý đạo hữu, chúng tôi thường tuyên bố khi mà có dịp ở đâu có người sống đời sống Phật, ở đó có sự có mặt của chánh pháp, ở đâu có sự có mặt của chánh pháp, ở đó có thương yêu, có hiểu biết, ở đó có hòa bình, có thần trị, ở đó có giải thoát, có an lạc. Sống một đời sống Phật là sống với tất cả cái giá trị của Phật pháp. Chúng ta đọc kinh là để hiểu được những lời dạy của Đức Phật và mang những lời dạy từ trong kinh ứng dụng vào đời sống thực tế. Điều đó nó mang một cái giá trị hết sức đặc thù, và điều đó nó thể hiện được cái lý tưởng Bồ Tát đạo mà mỗi một chúng ta đang phát nguyện để thực thi. Nó thể hiện được cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Bởi vì Bồ Đề tâm là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, vừa tu tập để giải thoát cho mình, nhưng mà đồng lúc cũng giải thoát nỗi khổ đau cho tất cả muôn loài chúng sinh. Sống của tu này, nếu quý đạo hữu về lại nhà làm việc ở những cái nơi mà quý đạo hữu có mặt, hãy là một đại pháp sư,
dù có giả dối, nhưng mà trong tâm của quý đạo hữu, cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo vẫn đang cầu bạch. Và đặc biệt là chiều hôm nay sẽ có một cái giáo đàn để truyền đạo Bồ Tát Đạo. Chúng tôi kêu gọi quý đạo hữu nào chưa thọ Bồ Tát Đạo hãy phát tâm. Và khi mà quý vị thọ Bồ Tát Đạo thì có những cái phương tiện, cho nên những cái giáo lẽ ra quý đạo hữu làm thì phạm, nhưng mà khi thọ Bồ Tát Đạo thì sẽ không có phạm. Ví dụ như mỗi một chúng tôi khi đăng đàn để thọ đại giới, tức là giới tỳ kheo 250 giới, mà nếu không phát tâm thọ Bồ Tát giới thì mình sẽ kẹt cứng, không thể nào có thể hành hộ một cách linh hồn. Mà khi quý đạo hữu thọ Bồ Tát giới rồi thì cái y mà quý vị đang đắp ở đây, quý vị có thể giữ suốt đời. Và cái giới mà quý vị đã thọ không bao giờ buông, dù buông đời buông kiếp cũng vĩnh viễn gắn liền với quý vị. Mình nhờ thọ Bồ Tát giới mà chúng ta có thể tự bồ vệ, khiến cho ba nghiệp thanh tịnh và giúp chuyển hóa tất cả những cái chướng duyên. Nhờ vậy mà đời sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, sẽ an lạc hơn, sẽ thành tựu hơn. Có nhiều điều để chia sẻ. Và dĩ nhiên thì dù chia sẻ như thế nào đi nữa thì cũng không thể nói đủ và nói hết. Trong bộ Kinh Hoa Nghiêm, chúng tôi vừa viết một cái tác phẩm là Hoa Nghiêm Khai Luận. Trong đó chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến một cái nhóm vật có tên là Thiền Tài Đồng Tử. Đồng tử thì có lẽ là quý vị đã hình dung được cái tuổi tác của Ngài như thế này. Trải qua 53 năm tu học, không biết bao nhiêu thập độ, thậm chí có thể chết được, như là cái trường hợp gặp một bà La Môn nữ khuyên đồng tử Thiền Tài là hãy leo lên núi Gương và nhảy vào hố lửa, chỉ có tử vong thôi. Cho nên lúc đó Thiền Tài Đồng Tử nghĩ gì? Ngài đang nghĩ rằng là vì gặp người ngồi đạo cho nên đã xúi Ngài làm những cái việc không đúng để tự kết liễu đời sống của mình. Nhưng mà trên không trung, những bậc phàm thiên đã nói với Thiền Tài Đồng Tử là đây là một vị Bồ Tát của thật. Thì tức khắc thực hiện những gì mà bà La Môn nữ đã đề nghị. Lúc bây giờ Thiền Tài Đồng Tử đã nhảy xuống một hố lửa mà ở đó đầy những cái loại kiếm nhọn, dao nhọn, đang buông thân nửa chừng thì Ngài hốt nhiên đại ngộ, hiểu ra được cái lý sắc tức thì không, không tức thì sắc. Và khi mà quý vị phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi thì quý vị cũng đóng một cái vai trò như là một người thiện nam tử. Trong số những vị đại thiền hữu tri thức, là những bậc thầy lớn của Thiền Tài Đồng Tử, 2/3 là nữ nhân. Và những người thiền hữu tri thức như thế, thầy của Đồng Tài, Thiền Tài Đồng Tử, cũng có một số người
là đoạn tử, tức là tuổi hay cuộc đời trẻ. Cái thực tế đó là cho thấy gì? Cho thấy rằng là trong đạo Phật của chúng ta, tất cả đều bình đẳng, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt trình độ. Vấn đề là ở cái tâm. Bởi vì tất cả chúng ta, như chúng tôi đã thưa Đức Phật dạy, đều có Phật tánh, mà Phật tánh đó bình đẳng một cách tuyệt đối, bình đẳng ngay với Phật tánh của Đức Phật. Hiểu được cái điều này rồi thì, thưa quý vị, cái niềm vui của chúng ta lúc nào cũng có mặt một cách trọn vẹn. Ngay cả những cái lúc mà chúng ta đối diện với những cái tình huống nó rất là bất an, thành hay bại, đường hay mất, vinh hay nhục, người ta xứng đáng hay là hủy nhục, tất cả những cái đó hoàn toàn không có đủ cái năng lực để chỉ phối chúng ta. Chúng ta thành thôi đi trên cái cung đường mà thuộc ngữ gọi là Bồ Tát Đạo. Và chúng tôi tin rằng với cái đạo tông của tất cả quý hành giả đang có mặt ở đây tại chùa Triệu Pháp này, một ngày nào đó rất gần, quý vị sẽ là một bậc đại giác ngộ, là một vị Phật. Và biết đâu một ngày nào đó chúng tôi sẽ phủ phục dưới chân quý vị để đảnh lễ. Bởi vì cái việc mà thành Phật nó không phân biệt tuổi tác, không phân biệt gì. Phải tính ở trong kinh Trung Bộ có dạy rất rõ, không phải là tung tập vô lượng kiếp mới thành Phật đâu, mà có thể thành Phật trong một tháng, có thể thành Phật trong một tuần, có thể thành Phật trong một ngày, có thể thành Phật trong một giờ. Vấn đề ở đây là vô kỳ sự tinh cần tung tập của chúng ta. Cái thời gian nhanh hay chậm, xuống hay muộn, tùy thuộc vào cái sự tinh tấn của mỗi một cá thể. Kim đồng hồ đã chỉ là 2:45, chúng tôi rất là đúng giờ. Ở bệnh viện mà chạy về thì mong làm sao mà đừng bị trễ, bởi vì giờ chúng tôi là 2:45. Thành tự nôn như thế, nhưng mà không phải là thiếu an lạc, lúc nào cũng chánh niệm và tỉnh thức, lúc nào cũng giữ môi của mình một nụ cười thật là vui. Và chúng tôi mong tất cả quý vị đều là như thế. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị.